Vâng thưa quý vị, mới đây có một Phật tử hỏi thầy Thích Minh Tuệ. Dạ thưa thầy, tại sao thầy không tu ở chùa mà lại phải đi lang thang khất thực như thế này cho khổ vậy? Thầy Thích Minh Tuệ nở một nụ cười rất gần gũi và đàm tĩnh trả lời, phải đi ra ngoài tiếp xúc với thế gian mới xả ly được hết cái sân si của mình. Ở trong chùa thanh tịnh vắng vẻ, cũng ba y một bát nhưng tính chất nó khác, không tiếp xúc với ai, không va chạm với thế gian thì làm sao biết mình đã hết sân, hết si? ra ngoài nắng mưa, người ta chửi mắng, đánh đập, khen chê, xin cơm người cho, người không, phải chịu đắng cay tủi nhục mới rũ bỏ được hết tham, sân, si, mạn, nghi, đi tới tránh đẳng tránh giác. Ở trong nhà mà bảo con đã hết sân si rồi thì làm gì có tiếp xúc với ai đâu mà nổi sân si, làm gì có ai tới phá phách va chạm gì đâu mà sân si, phải ra ngoài, phải biết khổ đau thì mới thoát được khỏi khổ đau phải đi tới tận cùng của cái khổ rồi thì sẽ không còn gì có thể làm cho mình khổ nữa nghe thầy nói mà tự nhiên nghĩ tới mấy ngày trước thầy ngủ ở nghĩa địa mà cũng bị đuổi có lẽ đây không phải là lần đầu tiên trên những bước chân bộ hành của thầy rồi chưa kể những lần thầy đi xin cơm không ai cho mà còn bị khinh rẻ những lần thầy bị mắng bị đánh sưng miệng vì bị thế gian cho là giả sư lừa đảo nhưng thầy vẫn chấp nhận vẫn mỉm cười không sân hận mà còn lo người đánh mình bị đau tay và còn mong họ luôn được an lạc hạnh phúc yêu thương tấm lòng từ bi ấy là cách để thầy đi tới bậc thang cuối cùng của sự giác ngộ chứ giờ mà thầy ở trong chùa to tượng lớn tài sản ngàn tỷ đất đai bạt ngàn tay đeo đồng hồ rolex hai điện thoại vơ tu hai sóng đổi xe từ audi sang volkswagen hay ngồi trên ngai cao điện lớn nhìn xuống một câu là cúng giường Hai câu là cúng dường thì đâu còn gọi là tu nữa. Với một bậc chân tu, tu là để sửa, là để tự hoàn thiện mình, là phải tự trải nghiệm khổ đau để đạt tới giải thoát khổ đau cho mình và cho chúng sanh. Nói đến đây, xin tiết lộ mối nguy hại của tên ma tăng đội lớp thầy Thu Thích Cúng Dường Chân Quẻ mà có một số người chưa biết. Thích Chân Quẻ là pháp danh sau khi hắn bỏ thầy cũ để theo thầy mới Quy Y Tam Bảo. Tuy bá tánh nhận ra chân tướng của ma tăng này hơi muộn, nhưng may mắn là xuất hiện sư minh tuệ khiến hắn không giữ được bình tĩnh, liền lộ ra móng vuốt và hiện nguyên hình. Hắn đã lên kế hoạch, và bắt đầu thực hiện mưu đồ từ 10 năm trước, cực kỳ thủ đoạn, cực kỳ gian xảo trên nhiều mặt để đạt được mục đích. Người đầu tiên biết được lòng giả dạ của hắn, chính là sư phụ cũ của hắn, Hòa Thượng Thích Thanh Tử. 10 năm trước, Vị hòa thượng sáng suốt ấy đã sớm nhận ra tâm địa tên đệ tử hư đốn và xác định chân quẻ sẽ bị đọa địa ngục, mặc dù chỉ nói lý do là hắn chuyên đâm người này, thọt người kia và khi sư diệt tổ. Nhưng nếu hiểu rộng ra, thì lời hòa thượng thích thanh từ chính là một cảnh báo đại họa sẽ đến trong tương lai, khi hắn có cơ hội leo lên nấc bậc cao hơn. Ai cũng đã thấy hắn đâm thọt như thế nào, đâm thọt tôn giáo khác, đâm thọt sư minh tuệ và song hành với đâm thọt là những lời xu nịnh bất chấp liêm sỉ của hắn. Với quá khứ khi sư diệt tổ, thì khi luyện được nội công cao hơn mà không đạt mục đích, hắn sẽ lôi kéo lượng tín đồ mê tín đi theo hắn lập đạo, lập giới riêng, và dựng tượng có dung mạo Phật nhưng mà lạ lắm để cúng bái. Từng bước, từng bước hắn thực hiện mưu đồ, người sớm nhận ra thì có, nhưng hắn lại có sự bang giao rộng rãi, đệ tử nhiều. Truyền thông lại mạnh nên phải đến 2024, tức sau 10 năm hắn mới bị lật tẩy, bây giờ thì hắn như con rắn độc đang bị trọng thương, nếu không, sẽ là một đại hòa cho chúng sanh.